nước ngươi nở anh thấy ngọn nước mà có mùa về cả sông lúa sâu người ta xin như trường bầu trường bởi đâu ơi gốc là thiên tổ ý ơn sâu rõ ràng sinh ra con cháu cắn hàng tâm thành dâng lên còn dâng lên bái nguyện tổ tiên chim cánh ơi nương nhờ có tổ ngâm trầm hoàn chăm mê lo giang lao ơi mà nhớ cầu bách nghi điều quý sao chăm khe ngàn suối ơi dồn vào một sông nhớ cầu ơi bách nghi điều quý sao chăm khe ngàn suối ơi dồn vào một sông ân tổ tiên vun trồng công đức tụ tinh thần vàng bạc ngàn thu nhớ cầu tâm tùy cơ đồ vững sao nhớ tổ tiên đời đời hương khói cửa mỏ ta dòng dõi chân mình ngày nay nước mưa tiếng thơm danh cầm tu đức mà sáng cùng vũ trụ bao la nhớ nguồn sáng rọi lòng ta dòng xưa mẹ không cha ai từng truyền gặp bên người nhờ tay người lái ơn mở đường dẫn lối từ xưa nhớ ơn bành tổ cao dòng.
bé dâu tóc xanh mà rồi cũng như bạc đầu con xa. Chim không thổ như nhà không mái tường mà ra đường vừa trôi mà từng ven này mà hỏi rằng người ở vùng thiên trầm hoàn có mộ thu hương ngủ hồ yêu cách dương quan đâu tin giọt nước mưa mưa sương lạnh á dương quan tấu thiên mà giọt nước mưa mưa sương lạnh lùng sao muốn đợi mưa rừng mà giã thảo tướng và tướng đào mà rước lên ngày hôm nay trời tây trúc quả sẽ cùng quan cháu trong
thời tộc những gia nhân sai là cái quan thành phố thế này thành thân từ hôm nay tôi là con cháu trong thời tộc sẽ có tu thiết tu sửa nâng cấp nhà thờ nay cũng đã hoàn thiện để xin được chứng giám cho đưa hoa được và quý của tôi là tiền đạo cả thiên tuôn thế long viên nếu viên nam nước phước hạ là nam chẳng tất nước phước hạ thì thấy không xa bạch hạ nha thôi đã tiếp đồng ý nhật chỉ tổ lớn tăng phân cháu chắc chú chiếc chia để tập gồm lục ngoại tập và thương tai hương ngắm tổ tông cho dân hương phái đại lớn thì đã xin ra dòng dõi nhập ngoại chi đệ nhân đi mong linh hồn cửu về chứng giám hiến ra thù lễ vật tình phật cháu chắc cung tín thỉnh thì qua thánh nhà cô tổ nguyễn thị từ giờ cung thỉnh cụ nguyễn từ phiên cụ nguyễn lăng la bân Thần Ô thịt đang dùng nhân ra thần đi Phụ Hòa Nguyễn Văn La Nguyễn Cùng Hòa Đồng Bà Phụ Hòa Nguyễn Văn Ma Đam Phụ Hòa Nguyễn Na Thị Lanh Phụ Hòa Nguyễn Văn La Hi Phụ Hòa Nguyễn Thị Đà Mừng Phụ Hòa Nguyễn Văn Na Giao Phụ Hòa Nguyễn Văn Na Giao Cùng các cụ bà cùng các cụ bà xuất giá cùng cụ bà Nguyễn Văn Na Doãn cụ bà Trần Thị Nga Hống cụ bà Nguyễn Văn Na Nhật cụ bà Nghiêm Thị Nga Loát cụ bà Nguyễn Văn Na Hằng ông Nguyễn Văn Na Sáng cụ bà Trần Thị Nga Thưa Nguyễn Nga Văn Vinh Nguyễn Nga Văn Nho Qua Nguyễn Văn Na Hí, qua Lai Thị Gia Đạt, qua Trương Thị Gia Thuận, qua Nguyễn Văn Na Tiến, qua Nguyễn Na Thị Chất, qua Nguyễn Văn Na Đập, qua Nguyễn Văn Na Mỹ, qua các cậu máy trong cậu tộc, qua nhà thờ thầy. Nay đã hoàn thiện người nhà thờ thầy để đồng lai phối hợp có đồng học được phát triển mọi mặt những lợi ích và gia phúc nhất là xin trân trọng giới thiệu là ông Kim trưởng tộc họ chi đại di sẽ lên báo cáo về những công tác xây dựng nhà thờ hai giai đoạn xin đẹp kính mời bác kính thưa tất cả các ông các bà tất cả anh em trong nội ngoại trong gia tộc hôm nay quý nhật của cung trụ tổ chi hai Hồng Nguyễn thì là cả họ chúng ta tập trung tại đây cả như nội ngoại xa gần từ các cụ bề trên cho đến như thế là ngoại của bề dưới phạm vi từ 7-8 đời đến bây giờ cũng báo cáo với tất cả các cụ như thế thì cũng báo cáo với các cụ là lý do thứ hai nữa là khánh thành ngôi từ đường của gia tộc thì qua cái quá trình tiến hành khởi công từ năm kia thế rồi thì qua 2 năm đến năm nay tất cả về kinh phí thì nó mới hồi hồi một chút nên thì là tất cả anh em tôi là có tập hợp chung lại và họp toàn bộ để như thế là quyết tâm đi vào xây dựng đoạn chót
Thế thì báo cáo với các cụ là xây dựng đoạn chót này ấy, là bắt đầu khởi công đoạn 1 thì ta cũng có sơ bộ báo cáo với tất cả các cụ với các ông các bà trong họ là cái phần giai đoạn 1 là năm trước rồi, nhưng năm nay thì cũng báo cáo các cụ là báo cáo lại cái phần của giai đoạn 2, tức là giai đoạn 2 là giai đoạn gần đây, tức là khởi công vào ngày 14 tháng 9. Thì cũng báo cáo các cụ là khởi công bắt đầu từ ngày 14 tháng 9 đến hôm kia mới thực sự là xong phần 1. Thế và phần sơn thì cũng báo cáo các cụ là đến chiều tối hôm qua mới xong. Đấy, đấy như thế. Thế thì cũng báo cáo với tất cả các cụ trong nội ngoại, trong gia tộc để các cụ nắm được. Tới đây là cũng là cũng thuận là sẽ là báo cáo sơ bộ về cái phần chi và thu của cái giai đoạn 2. Thì báo cáo các cụ như thế. Kính thưa các cụ, các ông trong họ tạp chí đề nghị, kính thưa các cụ, các ông đại diện, các bà đại diện cho chi đệ nhất, chi đệ tam về dự với cái đề nghị hôm nay để đánh giá cái kết quả, cái thành quả trong công tác xây dựng nhà thờ của chi hai giai đoạn. Đây là một thì chúng tôi đã báo cáo ở dịp dỗ ngày 30 tháng 10 năm 2016. Hôm nay xin phép là tôi báo cáo tiếp cái giai đoạn 2. Sau đó thì sẽ báo cáo tổng toàn thể hai giai đoạn. Thế về cái giai đoạn 2 thì báo cáo với các ông là theo cái dự kiến ban đầu mà theo cái nghị quyết của hội nghị họp họ năm 2017, tức là năm ngoái, thì chúng ta đặt ra phương án là chỉ làm phần trong nhà và phần đầu hè, còn phần sân như tường bao tất cả là ta phải để lại, vì cũng nhìn vào cái năng lực là nó cũng khó khăn trong họ. Thế nhưng vừa qua sau cái hội nghị anh em trong họ tộc bàn thì quyết tâm là lần này sẽ làm cho xong chứ không để đến lần thứ ba nữa. Thế nên bằng sự cố gắng thì đến hôm nay sơ bộ qua tổng hợp báo cáo là tổng thanh toán đến giai đoạn 2 là chúng tôi làm từ bắt đầu từ tháng 9 như ông trưởng họ vừa báo cáo là tổng chi phí từ công đến vật liệu là hết 84.665.000 đồng. Cái dự kiến ban đầu là chỉ làm khoảng 50 triệu, nhưng mà quyết tâm phấn đấu thì hiện nay làm tổng hợp đến tối qua tổng hợp là hết 84.665.000 đồng. Thì trong đó là tiền thanh toán và tiền gạch lát là 13.400.000, tiền vật liệu lấy công giám là 10.560.000, tiền công làm là 96.500.000, đến khi kết thúc đến tổng nhà thờ là 96.500.000. Thế và với số tiền là 21.330.000 đồng, tiền chi phí phục vụ cho làm tất cả các cái mua bán để phục vụ cho đến ngày kết thúc là 1.775.000, tiền sơn và tiền công là 34.500.000 đồng, và tiền tổ chức lễ như vậy là tổ chức như vậy trang trí mua cống giếng tất cả và hoàn thiện nốt cái phần còn lại là 3.1 triệu, tổng là chi phí hết 84.665.000 nên cũng vào kế toán. Thế thì hiện nay về cái công đức giai đoạn 2 thì công đức đến giờ phút này là chúng tôi mới thu được khoảng 55 triệu, và vừa xong chúng tôi thu được tiếp 54 triệu, và vừa xong thu được 4.1 triệu nữa, thì hiện nay mới được như vậy là 58 triệu. Như vậy thế thì cụ thể về cái bây giờ quyết toán thì chưa quyết toán được, bởi vì là quyết toán cuối cùng thì thừa thiếu chưa dám nói, bởi vì hôm nay chúng ta còn đang về gỗ cụ và tiếp tục công đức. Thế thì xin phép báo cáo toàn bộ cái danh sách công đức hai giai đoạn. Thì cái giai đoạn 1 thì xin phép là đã đọc vào hội nghị lần trước rồi, không đọc lại nữa. Thì giai đoạn 2 tôi xin công bố cái đợt 2 này thôi. Đợt 2 đến giờ phút này thì tôi xin công bố cái tiền công đức đợt 2. Đợt 2 bắt đầu từ tháng 9 vừa rồi họp đấy, là triển khai làm cái giai đoạn 2 cái 84 triệu này, thì hiện nay cái tiền công đức 58 triệu xin được công bố này. Cụ Huy 200.000 đồng, ông View là 4.400.000 đồng, anh Duyên là 4.000.000 đồng, con ông View đấy, ông Khiu 2 triệu, anh Nghĩa là 5.400.000 đồng, ông Thuận là 2 triệu, ông Thúy là 3 triệu, ông Thinh 2 triệu,
anh Thủy của Long Thình là 3 triệu, Tím Hương là 1 triệu, ông Bảng là 1 triệu, chú Mai Lâm vừa xong công đức 200, cháu Tính là 1 triệu, cháu Nhâm 500, cháu Nhạn 500, cháu Len 500, cháu Anh 500, cháu Tám 500, cháu Dương thì vừa xong ở Thắp Hương chưa rõ, cháu Ngân 200, cháu Nhung là 1 triệu, cháu Nhung của ông Thuận 1 triệu, thế và cháu Hạnh là 1 triệu. Thế hiện nay tiếp nữa là chỗ Bắc Vân là 5 triệu, Bắc Xuyên 1 triệu, Thủy Phượng 500, Thiện Thức 500, cháu Dũng ở Bắc Vân 5 triệu, Bạc Hát 1 triệu, Bắc Nghi 1 triệu, Bắc Tý 1 triệu, Bắc San 1 triệu, Cụ Bí 500, Cụ Chi là 1 triệu, Chi nhà bà Thủng đây, ông Ngọc 500, ông Nãi 500, nhà gia đình bà Lập 500, gia đình bà Mua 500, cô Thảnh 400, cô Thơi vừa xong công đức 200, và cháu Dũng con Bắc Phượng vừa về công đức 1 triệu. Đấy là cái hai giờ phút này tổng hợp như vậy. Thế còn tiếp tục ai công đức thì sẽ đi tiếp. Thế tôi xin phép là tổng hợp luôn cả hai giai đoạn cái tổng tiền công đức của nhà thờ cộng cả giai đoạn 1. Giai đoạn 1 đã đọc trước rồi, hôm nay không đọc lại nữa. Tổng tiền công đức, tiền nộp đinh ở giai đoạn 1, tiền công đức giai đoạn 1 và công đức giai đoạn 2 thì tôi xin đọc từng người một. Cụ Huy tổng là 1,7 triệu, tức là tổng cho cái đóng góp sinh nhà thờ cả hai giai đoạn và tiền đinh nộp. Cụ Huy là 1,7 triệu, ông View là 10,4 triệu đồng trả tiền công quy vào đấy. Anh Duyên là 12,500 con ông View. Ông Khiu là 7,9 triệu. Cháu Nghĩa con ông Khiu là 13,800 đồng. Ông Thuận là 8,300 đồng. Cháu Nam của ông Thuận là 2,000,000 đồng là tiền công đức. Ông Thúy là 5,300 đồng. Ông Thinh là 7,600 đồng. Cháu Thủy con ông Thinh là 8,250 đồng. Cháu Long là 3,000,000 đồng. Bắc Phượng là 4,000,000 đồng. Hai đồng. Cháu Định Hương là 2,000,000 đồng. Cháu Thắng con cháu ông View đấy, con từ Nho Tính là 2,000,000 đồng. Cháu Viên 1,000,000 đồng. Cháu Mạnh con Nghĩa là 1,000,000 đồng. Cháu Nguyên 1,000,000 đồng. Đấy là các cháu là cái tiền đình. Thế tiếp tục tiền công đức là của cụ Hận là 1,000,000 đồng, bà Chín 1,000,000 đồng, bà Vật 1,000,000 đồng, bà Túc Thuận là 1,000,000 đồng, bà Nhuần 1,000,000 đồng, bà Hương là 1,500,000 đồng, bà Biên 1,000,000 đồng, bà Hương Hãn 1,000,000 đồng, ông Bảng 1,300,000 đồng, bà Mai Lâm là 700,000 đồng, bà Nên 300,000 đồng, bà Hiền Thức là 1,000,000 đồng, cháu Tính là 2,000,000 đồng, cháu Nhạn, cháu Nhâm là 1,500,000 đồng, cháu Nhạn là 1,000,000 đồng, cháu Len là 1,500,000 đồng, cháu Oanh 1,500,000 đồng, cháu Tám 1,000,000 đồng, cháu Dương 1,000,000 đồng, cháu Ngân Thuận là 700,000 đồng, cháu Nhung là 1,500,000 đồng, cháu Tâm là 500,000 đồng, cháu Hạnh là 1,500,000 đồng, ông Thọ con cụ Bí 10,000,000 đồng, vẫn từ đầu là giai đoạn một. Cháu Nam con ông Hí là con mà Thuận ấy, là 500,000 đồng. Tổng cộng của cái số này là danh sách như vậy. Tiếp theo là cái hôm dỗ là chúng ta tiếp tục các cụ công đức. Cụ Đông 1,000,000 đồng, cụ Mỹ 1,000,000 đồng, cụ Bàng 1,000,000 đồng, gia đình cụ Lãng hai giai đoạn là 2,500,000 đồng. Ông Vân hai giai đoạn là 22,400,000 đồng. Ông Xuyên cả hai giai đoạn là 2,700,000 đồng. Ông Tiễu là 500,000 đồng. Ông Liêu 1,400,000 đồng. Ông Nhu 1,400,000 đồng. Ông Giám 5,000,000 đồng. Ông Giám là tiền xi măng và một ca máy từ giai đoạn 1, giai đoạn 2 này thì chưa biết. Vinh Huyền 2,000,000 đồng là toàn bộ tiền điện lắp đặt vào nhà thờ. Cháu Thủy Phượng hai lần là 1,000,000 đồng. Cháu Thiện là 700,000 đồng. Liên, cháu Liên Liêu Thức Huyền là 100,000 đồng. Cháu Hạnh Xuyên là 200,000 đồng. Cháu Dũng và ông Vân là hai đợt là 10,000,000 đồng. Cháu Nguyên Định là 1,000,000. Cháu Chí là 1,000,000. Cháu Yên 1,000,000. Cháu Lý 1,000,000. Bà Hát 2,000,000. Ông Nghi 2,000,000. Ông Tý 2,000,000. Cháu Tịnh 100,000. Ông San 2,000,000.
gia đình cụ Bí là 1,5 triệu hai đợt, ông Chi là 2 triệu, là cả hai đợt trước đợt sau là gia đình ông Chi đấy. Ông Ngọc 1,5 triệu đồng, gia đình ông Nãi 1,5 triệu đồng, gia đình cụ Lập 1,5 triệu đồng, gia đình cụ Mua 1,5 triệu đồng, gia đình ông Tuyển 1,000,000 đồng, Sinh Thành 200, cô Thạch 200, cô Thảnh 600, cô Thơi là 400, cô Nhớ là tháng là đợt 1 là 600 ngàn đồng. Ông Dân ấp lời, tức ông Dân ở Chi Ba đấy, hôm nghe tin xây dựng là lúc ấy đang xây dựng ở trường cấp 1, ông có mang về ủng hộ cho gửi tôi là 1,000,000 đồng ủng hộ công đức. Huyện Huyền Hãn 200 ngàn đồng, Trang Hãn 200 ngàn đồng, Viện Vân 200 ngàn đồng, cô chú Hải Hải Kiều Ái đây 200 ngàn đồng, và cụ Tiên ở xóm 2 200 ngàn đồng, và anh Dũng và Phượng cả hai giai đoạn lần trước 2 triệu là 1,3 triệu đồng, và 1,500 ngàn đồng tiền hỗ trợ và cửa nữa là anh Dũng là vào 4,5 triệu Dũng và Phượng. Thế và cái tiền công đức tiếp của cái hôm tổ chức ngày giỗ thì tôi xin đọc cái sách riêng. Ông Doanh số 1,500 ngàn đồng, Tính số 1,300, Hương Hiếu 100, Trường Lâm 200, Chính Lâm 300, ông bà Căn Khoa là 1,000,000, cụ Hiểu ở Huộng là 200, cụ Hờn 1,000,000, ông Tấn là 500, mấy hôm nay công đức 400 là 900, ông Truyền 500, ông Minh Bảng là 1,000,000, rồi đó là 1, cụ Huấn là lần trước 200 là 100 là 300, cụ Duyệt 500, cụ Nghi 300, cụ Nụ 300, cụ Bi 300, cụ Dưỡng 200, ông Lệ 300, ông Lộc ở Lát Chiều 300, ông Phúc 300, Hà Mỹ 200, Bắc Mỹ Loan lần trước là 500, hôm nay 500 nữa là 1,000,000. Các hàng Biên 300, Quy San 300, Quy Liêu là 400, ông Lư xóm 1 500, ông Lư ở Chi 1 500, ông Ninh ở Chi 3 300, ông Thuận ở Chi 3 100, bà Thảo ở Chi 1 200, bà Loan ở số 1 200, ông Ái 200, ông Ngũ 200, ông Huệ Đào 400, ông Đán 500, cháu Bình Biên là hôm nọ 500, hôm nay 300 là 800, lần trước là 500. Bảng Phượng ở số 1 là bảng ông Nghị đấy là 500, anh cháu Hưng nhà ông Nghị 200, cháu Xuyên Kiên con rể ông Huy, con gái ông Huy là 200. Tổng cộng cái đợt đấy là 13,700,000 của cái đợt dỗ về đây trong công đức. Tôi xin phép được tổng hợp tất cả hai đợt công đức. Thì trong cái hai đợt công đức này thì báo cáo cụ là trong hai đợt công đức tập trung vào hai cái dỗ báo cáo. Thế còn sau dỗ thì có một cái đợt công đức của các cháu nó sau khi làm cái cửa là còn có 16,000,000 thì chiếu 6,000,000 thì tiếp tục hôm đó công đức nữa là 6,000,000 nữa. Thì là tổng hiện nay báo cáo cụ là nguyên về xây dựng nhà thờ tiền công đức là 197,600,000 đồng. Hiện nay thì còn đang thiếu khoảng 40,000,000 nữa thì đang tiếp tục vận động trong cái xây đợt hai và xây mộ. Riêng về phần xây hai ngôi mộ thì các cháu xin lên tiếng, 8 cháu xin lên tiếng là làm hai ngôi mộ, bởi vì họ là lúc ấy năng lực hiện nay nó chưa có, thế nên là các cháu đứng ra xin lên tiếng làm hai ngôi mộ. Tổng hai ngôi mộ là làm hết 11,500,000 đồng. Hai ngôi mộ và làm hết 11,500,000 đồng. Thì cụ thể sao? Cháu Duyên là lên tiếng ủng hộ 2,5 triệu xây ngôi mộ, cháu Nghĩa 2,5 triệu, cháu Thủy ông Kinh 2,5 triệu, cháu Nam ông Thuận 500, cô Thành 500, cháu Dũng nhà bác Phượng 500, cháu Thắng nhà Nho 500, cháu Viên nhà Nho 500. Tổng hôm nay đã được 11,5 triệu xây và hai ngôi mộ. Thì báo cáo với các bộ công các bác là hiện nay là tổng báo cáo như vậy. Thế còn tổng hai giai đoạn chúng ta xây dựng thì chúng tôi tổng hợp thì nó có cả những cái công, phần công công đức mà không tính, phần lao công làm những không tính đến hô hào lao công tính, thì chỉ cái phần xây dựng chúng ta chi phí vào khoảng mất khoảng 240,000 đồng cả hai giai đoạn. Còn nếu tất cả cái công mà gọi là cái công vô hình không thể tính được, công đức ủng hộ thì chạy đi chạy lại chi phí, nếu mà phải đi thuê mượn thì tổng chi phí vào hai giai đoạn chắc chắn là không có dưới 300,000,000 đồng. Báo cáo với các cụ công các bạn như vậy, nhưng cái công nó không thể tính được. Thay mặt cho ban xây dựng của họ chị hai xin được báo cáo toàn bộ phần chi phí của hai giai đoạn, xin hết. Xin kính chúc các cụ công các bác mạnh khỏe. Vâng, kính thưa các cụ công các bà, như vậy là chúng ta đã nghe xong cái phần mà trưởng chi
đã báo cáo về cái nội dung công việc, các cái khối lượng công việc và thời gian đã làm trong thời gian qua, để hôm nay chúng trước mặt chúng ta có được một cái cơ ngơi thờ phụng tổ đường các cụ, và cũng nghe một cái phần nữa là chủ nhiệm tài chính đã báo cáo tài chính trong tất cả các cái giai đoạn, cũng như là nêu lên cái phần đóng góp dù ít dù nhiều để cả họ, cả tất cả các chi cùng nhau đóng góp để làm lên được cái cơ ngơi như này. Thì kính thưa các cụ, các ông, các bà, một lần nữa cháu xin phép được thay mặt ở trong những người dẫn chương trình và ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn tất cả những tấm lòng, những thời gian, những công lao đã đóng góp để hôm nay chúng ta có được một cái công trình hoành tráng kết hợp khánh thành ở trong một cái dịp dỗ tổ như hôm nay. Vâng, xin một tràng pháo tay để chúc mừng. Và đóng góp ở trong thời gian qua về công sức, về tiền bạc, như phần báo cáo tài chính cho thấy là các con, các cháu ở khắp nơi của các cụ đã tụ họp về. Thì sau đây chắc là để nghe một số cái cảm tưởng của con cháu ở các nơi, thì chắc là con xin phép được mời một số ý kiến có cái gọi là lời chúc mừng cho buổi khánh thành ngày hôm nay trong cái dịp mà dỗ cụ kết hợp. Và chắc là đầu tiên xin trân trọng kính mời ông Ninh. Ông Ninh có đôi lời phát biểu ở trong cái lễ ngày hôm nay, xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa các cụ, các ông, các bà và các cháu của Phạm Nguyễn, hôm nay thì chi hai tổ chức khánh thành nhà thờ, thì chúng tôi cũng rất phấn khởi và rất vui mừng là một chi của trong họ Ba Chi về đây dự, và rất phấn khích là tất cả con cháu trong chi hai, dù nội hay là ngoại, dù ấy là đời thứ 3, thứ 5, thứ 7 thì cũng đã tập trung đoàn kết để xây dựng lên một cái từ đường của chi hai rất chi là đẹp và trông rất chi là bắt mắt. Cái điều này cũng thể hiện là cái sự đoàn kết thống nhất trong chi. Nhưng mong rằng là sau khi đã hoàn thành nhà thờ của chi hai thì sự đoàn kết nhất trí này được sự tôn cao hơn nữa và vững bền hơn nữa, để hàng năm con cháu tụ tập về để nhớ về tiên tổ và nhớ về cái công lao của tiên tổ đã phù hộ độ trì cho con cháu trong họ, trong chi được an lành mạnh khỏe. Và một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị và chúc mọi người mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông Ninh. Và tiếp theo chương trình con xin phép đầu tiên là xin mời ý kiến phát biểu cảm tưởng của các cụ trước. Thì cho phép con được xin mời cụ Quát. Bởi vì là thực ra là con cũng kính thưa với các cụ là như thế này. Từ tối hôm qua về đến đây thì cũng có nhiều quan điểm trao đổi cũng như là nói chuyện. Thì con vẫn cứ nghĩ rằng một điều con nói là nhiều lần trong chi trong họ tổ chức dỗ cụ tổ, mà con thì thực sự là con luôn luôn biết, nhưng mà do điều kiện ở quá xa, hôm nay rất nhiều công việc và rất nhiều lý do để kết hợp thì con cũng được về đến đây cùng chung vui, cùng trong cái hòa, trong cái không khí như này thì con cảm thấy là rất hạnh phúc. Chính vì vậy là đây là không phải là một cái điều kiện, tức là một công một việc, mà con nghĩ là mọi người về đây cũng giống như con, một công sẽ rất nhiều việc. Và ở trong cái tư tưởng vui sướng, vô tư như vậy thì chắc là sẽ có rất nhiều cái tình cảm sẽ dành cho tất cả mọi người. Thì chắc là tiếp theo chương trình con xin phép được mời Bác Vân. Mời Bác Vân lên phát biểu cảm tưởng đối với những cái chia sẻ, những cái tình cảm của mình đối với công trình cũng như là đối với dòng họ. Xin mời Bác Vân ạ. Kính thưa các cụ, các bà, thưa toàn thể họ nhà ta,
Thế thì về phần phát biểu cảm tưởng thì chúng tôi cũng xin có đôi lời thế này. Trước hết thì phải nói rằng là cái sự đoàn kết nhất trí và quyết tâm của mọi thành viên trong họ, mọi người đều có tham gia đóng góp công sức tiền của một cách rất là nhiệt tình, trách nhiệm để xây dựng lên cái từ đường của chi hai họ Nguyễn hôm nay phải nói rằng là đã hoàn thiện. Riêng về phần này thì chúng tôi thấy rằng này, đây là một cái điểm mong ước của họ ta nói chung, của cả ba chi, nhưng riêng của chi hai thì phải nói rằng là mong ước từ lâu nhưng đến bây giờ thực hiện được, thì đây là một cái chúng tôi nghĩ rằng là một cái bước tiến lịch sử của chi hai, cũng nhiều lần bàn bạc đến nhưng mà chưa có điều kiện, chưa làm được, nhưng mà đến bây giờ mọi người đều đồng lòng nhất trí quyết tâm để đóng góp trí tuệ đầu tiên của công sức để xây dựng nên thì được hoàn thành và mỹ mãn. Thì chúng tôi thấy rằng là việc này là công sức chung của tập thể. Thế còn chúng tôi được nghe ông phó phụ trách về vấn đề tài chính thì cũng có công bố, thì chúng tôi thấy như thế này, theo tin chưa chính thức thì cho đến hôm nay thì cũng vẫn là còn âm 31.000.000 để đảm bảo hoàn thành cái này, thì chắc chắn rằng sau này quá trình con cháu xa gần ở mọi nơi rồi cũng sẽ có khi phải tiếp tục đóng góp rồi lại tiếp tục đóng góp nữa, đóng góp cho đến khi xong thì thôi. Phải mỗi người như con rết nhiều chân, mỗi người một chút đóng góp vào thì mới có thể hoàn thành được. Như đến hôm nay thì phải nói là công sức của mọi người như thế là chúng ta thấy tuyệt vời quá rồi, chúng ta quyết tâm hoàn thành được mỹ mãn hơn nữa để chúng ta nhìn về tổ thôi. Hoàng Mỹ xin báo cáo được chấp có ý kiến cảm tưởng của chúng tôi, cũng xin có đôi lời toàn cảnh như vậy. Thì trước khi ngừng lời thì cũng xin chúc tất cả các cô công các bà mạnh khỏe, hạnh phúc và quyết tâm đoàn kết xây dựng nhà nào chúng ta tốt đẹp hơn nữa. Xin trân trọng giới thiệu là cụ Huy, đại diện cho bậc cao niên ở trong chi họ chi hai. Cái xin ý kiến với bé hết. Thưa các cụ, tất cả các ông các bà nội ngoại trong họ Nguyễn, ngày hôm nay là ngày kỷ dỗ tổ, đồng thời cũng là cắt băng khánh thành ngôi từ đường đã hoàn thành. Chúng tôi rất là vinh dự, sung sướng được tất cả các cụ, các ông, các bà về dự buổi lễ mới tinh không có gì cả. Buổi dỗ tổ ngày hôm nay đồng thời dự lễ khánh thành ngôi từ đường hôm nay. Trong họ chúng tôi, họ chi hai chúng tôi chăn trở bao nhiêu năm, bàn bạc ngày hôm nay đã liên kết không hoàn thành. Chúng tôi rất là phấn khởi hôm nay được tất cả các cô các ông các bà về dự đến nay, rất là mừng cho họ Nguyễn chi hai chúng tôi đã hoàn thành ngôi từ đường. Hôm nay chúng tôi đại diện cho cha cho chi hai xin cảm ơn tất cả các cô các ông các bà, các anh các chị, các cháu nội ngoại gần xa đã về dự buổi lễ khánh thành ngôi từ đường, đồng thời buổi quý nhật của cụ cố chi hai
thì tôi rất là rất phấn khởi và hoan nghênh, không biết nói gì hơn hết. Xin chúc tất cả các cụ, các ông, các bà, các bác, các anh, các chị, các cháu trong nội ngoại xa gần về đây mạnh khỏe, hạnh phúc và hoàn thành mọi nhiệm vụ. Xin hết. Sau cái cụ là hôm nay trong họ thì có chú Thọ là cũng là con cháu trong gia tộc, cũng rất là xa, lần trước không về được, lần này cũng bớt chút thời gian đã về dự với họ là dự dỗ tổ phụ và về dự với họ tộc, xin mời chú em ý kiến với kính thưa các cụ, kính thưa ông, các bà, các bác, các anh, các chị, cũng cây thì có cỏ, nước có nguồn, và người thì có tổ tiên gia tộc. Hôm nay thì tôi được rất là vinh dự là được các bác trong cái trưởng chi có thông báo cho biết là ngày hôm nay như vậy là khánh thành cái nhà thờ của họ, và cũng cố gắng về để dự cái buổi khánh thành này. Thì chưa hết thì cũng có thể nói là rất là cảm ơn tất cả các trưởng họ, thế rồi các thành viên, các ông, các bà, các cụ trong họ hết sức là quyết tâm, bởi vì cái này chúng tôi cũng biết, tức là cũng phải cố gắng quyết tâm mấy năm nay, đến bây giờ thì cũng đã thành công. Thì là rất là cảm ơn tất cả các bác trong họ đã thể hiện cái trách nhiệm, trước họ rất là một quyết tâm rất là cao để ngày hôm nay có cái nơi hội tụ và cái nơi là hướng về cội nguồn của các con cháu, các thế hệ sau này. Thì tôi không biết nói gì hơn cả, trước hết là xin chúc sức khỏe tất cả các cụ, ông, các bà, các bác, các chị, rồi đã về đây chia sẻ cái niềm vui trong cái ngày khánh thành của nhà thờ, và xin một lần nữa là cảm ơn tất cả các bác trong các ông các bác ở trong họ đã hết sức quan trách nhiệm để hoàn thành cái nhà thờ. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, kính thưa tất cả bà con trong khi trong họ, thì hôm nay thì chúng tôi được chi hai mời chi ba về để dự đỗ bên chi hai và đồng thời khánh thành nhà thờ của chi hai. Thế thì cái điều đầu tiên trước hết là chúng tôi thấy rất là mừng và xin thành thật chúc mừng chi hai đã có một cái nhà thờ tổ rất là khang trang đẹp đẽ, đấy là cái điều tuyệt vời nhất. Ở đây thì tôi có nghe đến là cái chuyện là quyết tâm để làm lấy cái chuyện này, nhưng mà theo tôi đấy là sự đồng tâm trong họ, trong trì, chỉ có sự đồng tâm thì mới tạo nên được những công trình như thế này đấy. Chứ còn nếu không có sự đồng tâm, tức là thể hiện cái đoàn kết nhất trí mà ông chẳng bà chuộc, thì có khi nó không thể nào ra được. Thì đây nó thể hiện một cái sự đoàn kết nhất trí của anh em trong chi, của mọi người, là người góp công, người góp của, đó, tất cả chúng ta là mới tạo dựng được một cái công trình như thế này. Đây là một cái công trình mà chúng tôi nghĩ rằng là sẽ còn được xây dựng thêm nữa, sẽ được trùng tu, tu bổ thêm, tiếp tục, và nó sẽ thành một cái công trình để đời. Cái công trình này nó rất có ý nghĩa về cái việc giáo dục cho con cháu sau này, đấy là cái điều quan trọng. Con cháu đi xa về gần, có nơi là nơi thờ tổ để được đi về, được thắp nén nhang đấy. Thì tôi thấy là đấy là cái điều cực kỳ quý giá. Thì trước hết như vậy tôi phát biểu là xin chúc mừng chi hai là đã hoàn thành được một công trình rất là ý nghĩa, hoàn thành công việc rất là thế. Nhưng mà tất nhiên là cũng phải cho tôi góp ý một tí ở cái chỗ là trong
nhà thờ, thì tôi đề nghị có một cái mức gọi là gia phả. Nếu nó được từ các cụ từ trên xuống dưới, rồi các cái cây đó nó tỉa ra, cho đến bây giờ các chi nhánh là những đâu, để sau này con cháu đi xa về gần bước vào đọc được thấy mình ở chỗ nào trong cái cây gia phả. Thì như là một số nơi tôi đã được xem thì cũng rất là đơn giản, ở đằng sau các cái bức đó người ta vẽ lên cái cây gia phả. Đấy, tức là từ đời cụ đời ông để xuống đến bây giờ chia các chi nhánh bên nội bên ngoại, thì nếu mình bổ sung thêm được nó vào ở đây thì tôi nghĩ nó là một cái điều tuyệt vời. Các con cháu sau này đi về nhìn vào đó biết được mình ở đâu ở chỗ nào, đấy là điều tuyệt vời nhất. Kể cả những cái chàng rể mới khi về nhìn cũng hiểu được. Đấy, thì đấy là cái điều mà tôi nghĩ là có một cái góp ý nhỏ nhỏ với chi mình sẽ làm cái việc đó nó hay hơn. Thì cuối cùng xin chúc sức khỏe tất cả các cô công các bà, các bác các anh chị tất cả bà con cô bác ở trong họ có sức khỏe dồi dào và có rất phấn khởi niềm vui có mình có một cái nhà thờ chi rất đẹp. Tôi xin cảm ơn chị rất là. Sang cái nội dung tiếp theo tức là chúng ta bằng bao nhiêu công sức hôm nay cũng là 3 năm trời chúng ta đã hoàn thành cái công trình nhà thờ, thì về các bạn hướng thành tôi xin trân trọng giới thiệu sau. Xin mời cụ Huy, cụ Bí và ông Viu trưởng họ là ba người sẽ cắt băng lên thành, và xin mời các ông trong họ lên để trong kiến. Mời ông Kiêu, ông Thuận, ông Quý, ông Thọ, ông Ngọc, các ông lên đại diện trong họ lên để chứng kiến cùng các cụ để cắt băng lên thành. Thanh Hoa đất lạ nghi, mạch áng thủy nguyện, mạch áng y thủy nguyện. Đền sông sơn nghi, đất tốt tự nhiên, cánh thiên tạo y danh truyền, trong Nam Việt y. Thường lưu đề điều hòa tịch thái, bốn phương đem lại gió mát răng trong, gió mát y răng trong, thấy cảnh thanh nhi cô chín hài lòng, hợp thần nữ y dâm bà bạn tát cung cấm quảng hàn hàng nga, cung cấm quảng hàn mẫu sai cô xuống dương gian ngự đồng ngọc nữ xưa vốn ở tiên cung. À ơi nha, đẹp lạ đẹp lùng người ở đâu ta, sao mà đẹp lạ đẹp lùng, rõ ràng cô chín trong đền sòng cô giáng trần tình tình tang tình tang tình tình tang
đầu, ba sáu nan dương. Cô cầm tới quạt cô chín lại thương các thanh đồng. Tình 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 tàng tình a tàng tình tình ta. Sóng yên cô quạt cho biển lặng sóng yên, cho trăng sáng tỏ cho tan đám mây mờ. Tình tình tang tình à, tang